Chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị giao ban quý 1 năm 2023 để nghe các ban đảng văn phòng tỉnh ủy, báo Đồng Nai, trường chính trị tỉnh và đài phát thanh truyền hình Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai chương trình công tác trọng tâm quý 2 năm 2023. Trong quý 1 vừa qua, các cơ quan khối đảng của tỉnh và báo Đồng Nai, trường chính trị tỉnh, đài phát thanh truyền hình Đồng Nai đã hoàn thành cơ bản những nội dung mà Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo trong kỳ giao ban quý 4 năm 2022 và những công việc theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể như đã tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban hành nghị quyết của tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, đoàn thể năm 2023. Quy định về tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo, quản lý, kế hoạch tiếp công dân năm 2023 và đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án sân bay Long Thành. Công tác tuyên truyền kịp thời đưa tin các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm quan trọng và các hoạt động lãnh đạo đảng, nhà nước các cấp, cũng như phản ánh các mặt đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những nội dung đã thực hiện được, còn một số việc chưa thực hiện kịp thời, chậm so với tiến độ yêu cầu đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị khối đảng của tỉnh, báo Đồng Nai, đài phát thanh truyền hình Đồng Nai và trường chính trị tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, các cơ quan cần phối hợp để tham mưu, phục vụ hiệu quả kỳ họp thứ 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Đồng thời ra soát những công việc đã được Thường trực Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhưng triển khai chậm hoặc chưa thực hiện, thì tập thể lãnh đạo từng cơ quan phải đôn đốc phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả. Nghiên cứu, chọn vấn đề để Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ hàng tháng, vừa đảm bảo đúng quy định, vừa hiệu quả. Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đảng năm 2023 của Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, từ đó thúc đẩy được sự phát triển của tỉnh.